cơm chưa? Ăn cơm chưa nhỉ? Ngầu quá. Đúng rồi thì làm một ly. Ngầu thì luôn. 3, 2, 1. Mình tên là Thập, hiện tại mình đang làm cho barbershop của chị. Mình tên là Chí. Và mình tên là Lâm. Mình tên là Phụng, hiện tại mình đang làm quản lý 9/6 barbershop của chị. Thì vô tình ngày đó mình đi cắt tóc tại Bù Chí. Thì mình cắt tóc ở tại địa chỉ là 48 cư xá Gada, phường 13, quận 6. Thì mình vô tình mình gặp đó là sư phụ Vũ. Thì người ở design thiết kế cho mình một cái kiểu tóc. Thì lúc đó mình cảm thấy là mình đam mê. Kiểu như sư phụ truyền tới cho mình cái niềm đam mê đó. Thì mình bắt đầu nghĩ công việc kia và mình qua anh em mình học tóc. Mình như là mình cảm thấy lúc đó mình làm rất là nhiều công việc. Chỉ cái một người bạn lâu năm đó là nó nói là ta vào làm tóc. Thấy cũng có một cái nghề nào đó không thấy là ổn định nhưng mình quyết định đi theo cái nghề này. Ở Bù Chí thì kỷ niệm có lẽ là nhớ nhiều nhất là kỷ niệm thời lúc còn Kiên đi các sự kiện cùng anh em Kiên với thầy là có lẽ là đó nhiều kỷ niệm. Như có một niềm vui của mình là một người khách mà cắt xong một người khách người ta nở nụ cười mình rất là vui. Là anh em ở đây rất là hòa đồng vui vẻ với nhau. Nếu như mà mình xác định mà mình vào cái ngành tóc này mình đi theo một cái ngành barber thì một cái trường phái riêng thì mình nghĩ là mình nên chọn được một người thầy. Một chỗ nào đó để mình phù hợp để mình học và khi mình ra nghề thì sẽ có được một cái tương lai sau này cho mình. Cảm ơn bạn.